Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Phố 247 và Nhà Đất 247 TV. Hôm nay em có một cái căn nhà phố cũng khá là đẹp, xin gửi đến quý anh chị cùng xem tham khảo ạ. Đây là căn nhà góc hai mặt tiền, mỗi bên là con đường đều là 4m hết nha anh chị. Đường thì rất là thông thoáng luôn. Cái mặt phụ bên này là mặt hướng chính đông, còn mặt bên hướng nhà là mặt hướng chính nam nha anh chị. Đó, buổi sáng là hướng đông. Ánh sáng nó vào trực tiếp mấy cái cửa sổ á, làm cho cái nhà nó rất là sáng và rất là thoáng khí luôn ạ. Đường thì khá là rộng rãi, gần 4 mét nha anh chị. Đường này ô tô ra vô thoải mái luôn. Thì chủ nhà có thiết kế sẵn một cái khoảng sân để có thể để được ô tô luôn nha anh chị. Căn nhà này nó có cái diện tích là 63 mét vuông, chiều ngang của nó là 4 mét 4, chiều dài của nó là 14 mét nha anh chị. Nhà thì để trước khoảng sân khoảng gần 5 mét, phía sau là một căn nhà xây đúc luôn nha anh chị, một trệt và một lửng. Nhà được thiết kế có hai phòng ngủ. Rồi em mời quý anh chị cùng vào bên trong để xem tham quan căn nhà anh chị nha. Đây là khoảng sân trước nhà nè anh chị, khoảng sân này thì mình có thể để được một chiếc xe ô tô đó anh chị. Phía trước này mai mốt mình về mình để mấy cái chậu cây trang trí lên nữa thì rất là đẹp luôn ạ. Nhà này thích hợp cho cặp vợ chồng trẻ có một hoặc hai đứa con nha anh chị. Nhà thiết kế là có hai phòng ngủ ở bên trên lửng, còn ở dưới là phòng khách, phòng ăn và bếp, nhà vệ sinh anh chị nha. Vị trí của căn nhà thì rất là thuận tiện luôn ạ. Từ đây mình đi ra chợ An Bình thì tầm khoảng cỡ 2 phút mà ra tới chợ An Bình rồi. Xung quanh thì những cái tiện ích như là trường học nè, nhà thờ nè, chợ, siêu thị là đầy đủ hết. Mình đi rất là thuận tiện luôn. Đó, thì đây là phòng khách nè anh chị. Phía dưới cầu thang này mình có thể thiết kế một bộ salon để mình ngồi đây mình tiếp khách, trò chuyện cùng gia đình. Phía gần ngay chỗ cửa sổ á, em nghĩ ngay đó mình để một cái bộ bàn ăn là hợp lý anh chị nha. Giữa phòng khách và chỗ cái bàn ăn thì mình để một cái vách ngăn nho nhỏ, có thể là kệ để tivi hoặc là một cái hồ cá, hồ thủy sinh đó anh chị. Nhà thiết kế thì cũng khá là hiện đại, hai bên thì đều có cửa sổ, giữa phòng khách và nhà bếp đều có cửa sổ hết cho nên rất là thoáng luôn. Ta như anh chị thấy buổi sáng là mình đón nắng mai trực tiếp là vào nhà luôn ạ, à. Nhà rất là sáng sủa ạ. Đây ngay giữa thì mình để một cái hồ thủy sinh, rồi bên này là mình để một cái bộ bàn ăn, nó là tuyệt vời luôn đó anh chị. Tại vì ở khúc sau này á, cái nhà bếp tương đối nó cũng nhỏ cho nên chỉ để nấu nướng thì ok, chứ còn để bàn ăn thì nó hơi chật. Nó có cửa sổ luôn, rất là thoáng và rất là sáng. Đây là khu vực mình để máy giặt nè anh chị. Đó, mình để máy giặt ở đây. Bên này thì nhà vệ sinh. Hai phòng ngủ ở trên là có hai phòng ngủ nha anh chị. Ngay đây thì mình để bộ bàn ăn là quá tuyệt vời rồi. Rồi mời anh chị cùng lên bên trên để mình cùng xem tham quan anh chị ha. Thì hiện tại căn nhà này đang được chào bán với giá là 2 tỷ 8, có thương lượng anh chị nha. Anh chị nào quan tâm đến vị trí và thiết kế của căn nhà này thì mình hãy đến xem trực tiếp và trải nghiệm luôn cho nó dễ hình dung anh chị nha. Đó, như anh chị thấy bên hông là đều có cửa sổ rất là sáng và thoáng à. Anh chị xem tham khảo, nếu thấy thích vị trí của căn nhà này thì hãy liên lạc lại với bên em theo số hotline trên màn hình hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận á. Em sẽ gọi lại tư vấn và gửi sổ cho anh chị xem tham khảo ha.
Thì hiện tại bên em có nhận ký gửi nhà và đất ở khu vực thành phố Biên Hòa. Anh chị nào có nhu cầu cần bán á, thì hãy liên lạc lại với bên em. Bên em sẽ hỗ trợ quảng cáo đăng tin một cách nhanh nhất để mình bán được cái căn nhà mình cần bán anh chị nha. Hai phòng ngủ bên trên thì đều có cửa sổ cho nên là nhìn cái phòng nó rất là thoáng và sáng anh chị ha. Thiết kế căn nhà này phù hợp với gia đình nhỏ, hai vợ chồng, hai đứa con là quá tuyệt vời rồi. Ở phường An Bình mà với cái diện tích và với cái nhà đẹp như thế này, cái giá 2 tỷ 8 là hoàn toàn hợp lý luôn đó anh chị. Anh chị xem tham khảo, nếu mà thấy được thì hãy liên lạc lại với bên em để mình đi xem sớm nhất có thể anh chị nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em chào anh chị ạ. À.